Bà, đi chiêu chị che lại bà. Bỏ xu tha. Nhưng mà cô chú Tết Trung Thu vui vẻ. Nhưng mà cô chú Tết Trung Thu vui vẻ. Năm cá không? Hả? Hai từ học giỏi không? Hi, theo xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của Theo nha. Thăm anh sống rồi lại là. Sao anh nè nè tay nã kìa. Nè nè mấy quay lại à? Nên quay cha luôn lại đi, hai mấy cha chia thà. Ông nội bánh xe hư, cha với heo mới đi mua sữa cho ông nội xong rồi. Giờ về đây bơm. Bơm xong rồi đi về dưới rước bà nội. Wow, chú, đi mẹ nó mà ta. Nà cơ xưa chứ cơ xưa à? Hai cái bánh nó bự tới cỡ đó đó. Ba. Ba. Đi chiêu chị che lại bà. Bỏ xu tha. Bỏ xu tha rồi. Ông nội đem hai cái bánh xe cũ á, trong chiếc xe đang chạy á, đổi lại hai cái bánh này bù 100 tệ cô chú. 100 tệ là tiền Việt Nam mình 300 mấy, 340, 350. Cái bánh kia nó nhỏ, ông nội lái không có được, cho nên cái bánh bự này nó cao hơn, nó dễ lái hơn tại dòng khoai nó cao á. Mời ông bà cô chú anh chị ăn cơm Tết Trung Thu với gia đình em nha. Đang nấu đợi bà nội về nè. Hồi nãy em nấu cái nồi nấu lẩu kia mà nó nổ một cái bùm một cái em kìa. Một đống dây điện gì đó kìa. Em sợ muốn chết luôn, ăn dạ nó khóc hu hu nó vậy, nó hỏi mẹ có sao không. Rau tươi ngon nè ông bà cô chú ơi. Rau này rau cải muỗng nè. Dưới quê em chưa cải muỗng, có chỗ chưa cải thìa. Thì rau muống nè. Đâu cần. Cái gì nó bị hư thì cái bữa nay xong mấy chị rư Trung Thu chị. Trung Thu chị là tiếng Việt nó hay sao? Không biết. Tết Trung Thu. Tết Trung Thu. Chúc ông bà à, ông bà cô chú Tết Trung Thu vui vẻ. Chúc bà cô chú Tết Trung Thu vui vẻ. Ông bà cô chú mẹ mẹ lo làm cái bùm. Mấy cái bùm luôn. Cái đó nó bị hư công nghệ. Ừ. Để em bỏ vô sẵn đi, ông bà nội về tới đói rồi cái có ăn luôn chứ để ông bà nội về tới hù luôn. Về cha với heo xuống dưới rồi phụ ông nội mà chuyển khoai lang lên trên xe chở nó vô nhà rồi phá cửa này kia rồi mới về được. Ách đủ, mẹ dọn bánh nha. Bỏ vô hết luôn. Mẹ dọn nha, bánh bao đồ nữa kìa. Ừ, mẹ biết rồi. Bánh bao kìa mẹ. Mẹ giỏi sao mà con gái được. Bánh bao nó nhỏ xíu. Ừ, bánh bao bên Trung Quốc là nó nhỏ xíu vậy đó. Bánh bao Việt Nam mình nó mới bự. Mẹ biết rồi. Cha đi xuống ruộng ấy khoai lang với ông bà nội rồi. Chút nữa về mẹ nấu cho chín sẵn đi, hồi nữa ông bà nội với cha về là có ăn liền luôn, đúng hơi đói.
rau muống rất là tươi. Em phải ăn lẩu với rau muống. Ông bà nội ăn cái gì cũng gục mới được, tại không có gan. Có cũng như không vậy đó. Mời ông bà cô chú anh chị ăn lẩu với gia đình em nha. Ăn lẩu ngày Tết Trung Thu. Chú ông bà cô chú Tết Trung Thu vui vẻ. Mang dạ kêu mẹ chúc đó. Ông bà nội nó về nó làm cái kìa. Bộ đôi dép của mẹ đâu con? Mang đôi dép của mẹ hả mang dạ? Không mượn gì trơn, trả lại cho mẹ, mẹ mang đi. Mẹ không có dép sao mẹ đi được dạ? Có đứa gái thiệt là tình chứ. Chín đầy ba, chín đầy ba. Mama tại nãy đi là mang dạ xua tại trên đi, xua chơi bên đi. Mama xua chơi bên. Hồi nãy em nấu nồi lẩu 2-3 lần luôn. Tại vì thấy ông nội về, tưởng đâu bà nội về ăn, ai ngờ đâu ông nội đem bánh xe về. Cái em chạy vô em tắt, tắt xong cái em bắt lên, nó không có đèn. Cái em không mình chỉnh chỉnh, nó nổ một cái bùm một cái. Theo phản xạ em văng ra, mà ông bà độ hay sao đó, không có gì hết trơn. Chứ em tưởng đâu nó văng banh cái mặt của em mày. Nó cộng dây điện nó nổ văng tứ tung hết trơn luôn á cô chú. Em rất là sợ luôn. Nói chung là cái ngày Trung Thu nhớ đời đó. Rồi xong rồi cái nó nổ cái văng mất tiêu, cái hồn của em đi đâu mất tiêu luôn rồi. Em mua 2 hộp thịt bò ở trong tủ lạnh nữa mà em quên đem ra mất tiêu. Dám mà tới chỉnh rồi quay video rồi chụp hình từ lưa hột me hết trơn luôn mà không nhớ tới 2 hộp thịt luôn. Lúc mà nó nổ cái ổ điện đó là em cái hồn em nó bay đi theo luôn hay sao. Mà dám mà qua ngày hôm sau em cũng chưa có hai cái hộp thịt nữa. Cái ăn bé heo rồi ăn sườn gam mặn. Em mới mở tủ lạnh ra, em đông sẵn trong đó đó. Em mới mở ra em mới thấy 2 hộp thịt, em mới hết hồn luôn. Không biết ông bà nội có nói là đưa tiền cho nó nấu rồi nó không có miếng thịt nào hết trơn không nữa. Thiệt là tình chứ. Tới mà mở tủ lạnh ra lấy thịt kho cho bé heo thì em mới thấy 2 hộp thịt. Em tức muốn chết luôn vậy. Rồi cái em đi xuống ruộng em nói với ông bà nội, em nói trời ơi ngày qua con quên đem thịt ra mất tiêu rồi. Cái ông nội cười quá trời cười luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
你就干什么不吃啊？放首歌吧，孩子。
Bữa cha bé heo nói ông chủ nói cho nghỉ một ngày Tết Trung Thu, xong rồi là qua ngày sau là bắt đầu đi làm xa trên núi gì đó. Xong rồi bữa nay ông nội hỏi thì cha bé heo nói không có đi nữa rồi. Ông nội hỏi tại sao mà bữa nói đi, bữa nói không, người lớn chứ đâu phải con nít đâu mà nói hai ba lời. Rồi cha bé heo mới nói là ông chủ á, kêu đi là đầu tiên là 8 người. Xong rồi cái mấy anh đó nói là vợ mấy anh đó đi về bên nhà vợ hết trơn rồi. Không ai giữ nhà, người thì không ai giữ con, đưa rước con đi học. Rồi cho nên bãi bỏ, không có đi về cô chú. Bữa giờ nói rồi em cũng chuẩn bị đồ đạc này kia, ship đồ rồi xong hết trơn rồi. Xong rồi cái đã đời, cái không đi. Rồi ông nội mới hỏi sao rồi, mấy năm trước thì tặng cho gạo nữa, năm nay có dầu không à. Tại vì ngày ăn bớt rồi, cắt bớt giảm rồi cô chú ơi, không có như ngày xưa nữa. Nãy giờ đưa giấy, rồi đưa tâm xỉa gan, đưa tựa lưa hột me, đưa bánh, đưa đồ cho bà nội nữa đó. Nó nói cái đầu bà nội nó hết trơn tóc rồi. Rồi hỏi ông bà nội ơi, ngon không? Mẹ nấu ngon không? Cảm ơn con nghe, hỏi bà nội coi mẹ con nấu ngon không? Họ chi là tiền tan. Thà chiêu nè, chúng mình họ chi là tiền tan. Đi vòng vòng đưa giấy, đưa tâm này lắm à. Nà đây, quý vị cày đây vô đi. Mấy bố xì xì nữa. Gì vậy? Xói tàu. Bắt đầu đi lên tấn công, mấy đũa tấn công gấp cho bà nội rồi đó. Nó là cái gì? Nó là cái gì? Ngồi đàng hoàng xuống đi. Chào mừng lắm, 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 nè cái cơ sổ á, cái này nè nông giỏi cái cơ sổ mà Phan ta chơi cái này nè si Phan đó. Rồi chừng chúng nóng đó nha. Chúc ông nội bà nội Trung Thu vui vẻ đi con. Khỏe gì dòng mà dạ mà. Gì dòng mà dạ mà. Nè为什么你说的道理呢？我为什么给你？你应该说你长大了挣钱给爷爷。你 长大也有没有吗呀？长大了再说，是不是？要再叫你。知道了。Không có gì mới đâu bà nội, có con dĩa bên đó bà nội ăn không hết nữa, con đừng gấp nữa, nóng ở trong đó đó. Con gấp cho ông nội mà. Gấp cho ông nội trong dĩa mà ông nội nè, một đống dĩa trong đây nè. Cần gì gấp đi đâu nữa, mày gấp sẵn mỗi người một dĩa hết trơn rồi đó. Mày sợ bà nội nóng đó. Ta khai chủ chi ta chị anh. Chinh thiên sao mới chị rư.
Canh đi gia đình em xua. Chính thiên sao mới chia rư? Quân là hả con hải xua. Chú gì đây nè đây. Nó thấy mệt bây giờ nó đút ông nội nó chấm nó đút ông nội mệt nó chết với nó rồi. Tha xua hỏi chiều là hỏi chiều là như mạnh mấy khoai cha si phan chín thiên ta hành khai xin đó ta tặng như mạnh đó. Hỏi là cho gia si tua chọn xanh thì can sòng mơ mang dạ cho gia si phan chọn xanh thì can sòng mơ trang xin can sòng mơ. Tao mang giả chọn ta mang giả kề tha mạnh mà. Cái gì trong ta là mang giả kề dây này là phong mang giả chả. Ông là nó nói cửa uống nước uống nước lẩu cái nó nói là cẩn thận để coi chừng nóng cái là phải là má xe khửa mà qua kèn đi nè hai khửa mà hai vậy quay đi khửa qua kèn này phiền già rồi là bà già rồi thấy chưa mà đây kìa lây à cái gia su mà chàng phan chi lây là chứ gia hết bố ái nè bây giờ là tới tiết mục bé heo hát cho ông bà cô chú anh chị nghe nha. Mời ông bà cô chú anh chị lắng nghe. Rồi. Hát đi vô. Rồi đứng dậy. Hát ta sẽ lấy. Hát lớn lên. Cờ mama của ai nè đi, mama của ai nè đi. Ít sinh ra mẹ ly chẳng biết. Quên rồi. Lâu quá không hát rồi quên rồi. Rồi hát bài tiếng Việt coi, cha thương con coi. Mèo mèo gương mặt như mèo. Mèo 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 nhìn mặt như mèo.
Bà hay bà chứ gì bà lắm. Rồi bài qua cầu rước em. Em bắt cái dê nhắm chấm em về. Bà vòng xong đi quê lấy chẳng được chưa. Nhưng nhớ hồi đó nhìn sang đây bên phụ thôi mà sang xói tầng. Nói gì nữa. Mà sao giờ đây? Mà sao đây? Em tươi quá chừng vậy ta. Em không quá chừng vậy ta. Nhưng mà hỏi là đi đám em. Đi chơi lên sao da lâu chút bà đe. Rồi xèo phay chi kìa, cha kêu kìa. Cha gác xèo phay chi kìa, bà ơi xèo phay chi à. Ta chọn ta sang cơ thứ vì hảo thiên nè. Sang gian đó. Sang gian tua hảo thiên đó. Bia xưa ta mang mang chi đó. Ta quên rồi. Chết hảo thiên. Tiếng Việt là Tết Trung Thu vui vẻ. Rồi quà đâu đem lại đưa cho bà nội kìa, bà nãy bà nội chưa thấy kìa. Mày cái gì mạnh cửa. Bưng lên đàng hoàng. Con thấy ta sàng xa lại cứ xưa vi sàng ta xi tiền xưa là qua mấy xã xa lại. Ôi cái này nè, một đầu xào nữa nè. Không có nên đâu rồi. Con này bên luôn. Cái này quay lại nó tròn tròn là xi luôn. Cái dư là đâu ba. Đây dê đây, dê tậu là vả là quay lại đi. Không hồi nữa ta lại người ta ăn cắp khoai lang à. Ôi ơi, nó lại đây nó dẹp rồi kìa. Từ từ một chút đi rồi về, ông nội về hết rồi mẹ dẹp. Đi ra tiễn ông bà nội đi về nè. Tiễn ông bà nội về nè. Bye bye về nè nay. Sâu xí là tha kỳ na tu à. À na tu nó gì nó dẹp chưa nghe, dẹp cho mẹ chưa. Rồi dẹp rồi. Chọn ta là thấy không có tốt phụ rồi là. Tao thấy chọn ta bộ lây là. Họ bỏ bê à. Nhân cái dẹp từ từ cho mẹ chơi. Bye bye. 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 Bye. Con đừng có đụng cái nồi lẩu nghe, nó nóng nghe. Nhìn anh bua lận à, hai mấy sơn nổ. Chinh Thiên bua lận à. Lây là. Thay cày qua sâu xi chứ là lây là. Chú dây này nè, Hoàng An. Hoàng An.
tên vợ. Này đây, ngồi dê dê khai bụi trang vậy nè. Dẹp lấy giấy lấy đồ dục chọc gác coi cô kìa. Lớn lên là nhờ rồi. Đó, đi vô sọc gác dục từ cái vậy đó. Nãy giờ sắp ghế rồi thứ tự cho mẹ luôn. Cảm ơn con nghe. Ôi trời ơi làm nổi không để mẹ làm. Nổi không? Để ngồi mẹ làm. Rồi con nghỉ ngơi đi con mệt rồi. Để mẹ làm cho, để mẹ dẹp cho. Để trước. Kìa thấy ra kìa cái ghế kìa nặng gì đó mà đem vô chắc chồng thứ tự để y hệt chỗ em luôn mà để đụng vô tường nó gụng coi kìa. Cái tường này đụng vô là nó gụng gì đó. Kìa ôm năm ôm ba gì đi dục chứ kìa. Mẹ kêu con đi nghỉ đi để mẹ dẹp cho, tối hù rồi. Ngày mai đi học. Trời ơi, nãy giờ dẹp dọn đồ xong mà giờ tới làm ấy mùng mấy chiếu cho cha mẹ ngủ. Ừ. Ừ, cảm ơn. Để đó đâu mẹ đi, mẹ làm công chuyện rồi. Mẹ làm công chuyện rồi. Ừ. Kệ đi, biển hoàng đi. Được. Chiêu cho mẹ, mẹ cho tóc ngồi nha. Ừ. Không làm cho mẹ với cha đó biết chưa. Ừ. Rồi sao con giỏi vậy? Sao con giỏi vậy? Ai kêu con làm cho cha với mẹ vậy? Sao con giỏi vậy? Con tự ngày nào con cũng làm sắp mụn chiếu với cha mẹ hết trơn vậy? Cha với mẹ mệt rồi. Vậy đó hả? Cha với mẹ làm gì mệt vậy? Làm mụn chiếu đó. Vậy đó hả? Cha làm cái gì kiếm tiền rồi mẹ làm cái gì kiếm tiền? Mẹ đi chi? Quay gieo. Mẹ quay gieo kiếm tiền hả? Rồi cha làm cái gì? Cha thì đi làm. Vậy đó hả? Rồi con? Con thì ở nhà. Con hai tường. Con thì ở nhà đi học. Ừ. Hai tường học có giỏi không? Em hai tường muốn học. Hai tường học giỏi không? Vậy đó hả? Giỏi tới thấy mẹ luôn. Mà dạ học có giỏi như anh Hai Tường không? Rồi mẹ cảm ơn con nghe, ngày nào con cũng làm cho mẹ hết trơn nghe. Cảm ơn gái nghe. Cảm ơn con. Rồi con mệt rồi con nằm nghỉ ngơi đi. Nhưng mà con muốn chưa. Ông bà cô chú ơi, quên lô của con hết rồi. Cảm ơn ông bà cô chú. Để xem và hẹn lại. Chúc ông bà cô chú năm nay vui vẻ, hảo sắp bình nha, an phận thân nhận.